Xin được kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với bản tin Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Thưa quý vị, nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tỉnh Tuyên Quang đã tặng hơn 16.700 xuất quà cho người có công với cách mạng, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá hơn 6,9 tỷ đồng. Trong đó, có hơn 8.000 xuất quà của Chủ tịch nước tặng người có công với cách mạng, gia đình chính sách với số tiền 2,48 tỷ đồng, Dịp này, tỉnh Tuyên Quang cũng dành 4,5 tỷ đồng tặng quà cho hơn 8.700 trường hợp người có công, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Trong những năm qua, công tác chăm lo cho người có công, gia đình chính sách được tỉnh Tuyên Quang rất coi quan trọng. Nhiều cơ quan ban ngành đoàn thể trong tỉnh đã nhận đỡ đầu con em gia đình chính sách, hỗ trợ tạo điều kiện cho vay các nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế, cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên vừa phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh và Quỹ Thiện Tâm tập đoàn Vingroup tổ chức trao tặng 500 xuất quà Tết cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Nậm Pồ. Trong đó, xã Trà Nưa 77 suất, Trà Cang 157 suất, Trà Tở 100 suất và Pa Tần 166 suất. Mỗi xuất quà trị giá 600.000 đồng tiền mặt, tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng. Nguồn kinh phí do Quỹ Thiện Tâm tập đoàn Vingroup tài trợ. Nhân dịp này, đoàn cũng đã bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Vàng A Trảo ở bản Nậm Chim 1, xã Sipafin, huyện Nậm Pồ. Nguồn kinh phí do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh tài trợ 150 triệu đồng. Thưa quý vị, hoa điện lan Trần Mộng Sapa chủ yếu được người dân ươm giống và trồng ở các xã vùng cao của thị xã Sapa nơi có khí hậu lạnh ôn hòa như là tả phìn bản khoang không mềm mại như lan hồ điệp nhưng lại có nét đẹp cứng cáp của mỗi cành địa lan đem tới vẻ đẹp độc đáo và lạ mắt tuy nhiên thì năm nay do thời tiết bất lợi không ít nhà vườn kinh doanh địa lan trần mộng sapa đã chịu thiệt hại không nhỏ bên cạnh đó thì khách mua hàng cũng giảm so với những năm trước do khó khăn về kinh tế vì ảnh hưởng của đại dịch covid 19 đây là vườn địa lan Trần Mộng Sapa của anh Nguyễn Trung Kiên ở km 7 Cốc San, thành phố Lào Cai. Năm nay do những diễn biến thời tiết nên các nhà vườn đã phải chật vật đối phó để lan có thể nở hoa đúng vào dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Nhà vườn của anh Kiên cũng không phải ngoại lệ khi chuyển các chậu địa lan Trần Mộng Sapa xuống tránh rét ở vùng thấp hơn từ giữa tháng 11 âm lịch. Vườn lan của anh Kiên cũng đã bị hỏng nhiều do gặp thời tiết nắng nóng và mưa kéo dài. Do những nguyên nhân trên nên giá bán địa lan năm nay không cao. Đối với những dòng lan xanh ngọc thì giá rơi vào khoảng từ 450 tới 500 nghìn đồng một cần. Với những cần ghép lại thành những chậu lớn thì có giá khoảng từ 300 nghìn tới 350 nghìn đồng một cần. Chậu nhỏ có giá khoảng từ 200 nghìn tới 250 nghìn một cần hoa. Năm nay của tổng số lan của vườn tôi thì tính đến thời điểm này nó rơi vào tầm khoảng hơn 300 gốc. Đấy thì chúng tôi cũng đã ghép những cái chậu lan mà còn nguyên vẹn vào Rồi là những cái chậu lan mà còn tốt thì chúng tôi vẫn bán lại cho khách hàng để chơi trong những dịp xuân Thế còn những cái chậu mà lan hỏng thì chúng tôi cũng đã cắt gốc rồi là chuyển lên cà phìn để trồng lại cái độ thiệt hại thì nó cũng tùy do nhà vườn mình nhiều đầu tư nhiều thì thiệt hại nhiều đầu tư ít thì thiệt hại ít nó cũng tùy nên là, nên là nếu mà góc độ mình chăm bón thì cũng đa phần là cái, cái chi phí chăm bón, này, cái công chăm sóc là hết nhiều Hoa địa lan trần mộng Sapa có cành dài mập, đẹp hơn hoa ở những nơi khác Với lý do thời tiết trên Sapa lạnh và ổn định hơn các khu vực khác của miền Bắc Hoa địa lan trần mộng Sapa cũng là loài hoa cực kỳ kỹ tính Nếu khâu chăm sóc không được đảm bảo đúng kỹ thuật thì hoa sẽ không đạt chất lượng Điểm khác biệt của địa lan Sapa so với các giống khác là hoa phải gần 3 tháng mới tàn Mà không cần bất cứ chất bảo quản nào đặc biệt loài địa lan trần mộng có màu xanh ngọc, cành lá xung xuê tượng trưng cho sự no đủ và may mắn của cả năm. Chính vì thế, địa lan sapa từ nhiều năm qua đã trở thành một trong những loài lan thuộc top có giá đắt nhất trên thị trường nhưng vẫn được nhiều người chơi yêu thích mỗi dịp Tết đến xuân về. Vâng, quý vị nội dung vừa rồi cũng đã kết bài bản tin tại bắc chuyển động hôm nay của đài phát thanh truyền hình La. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.